Cao gì mà cao dữ vậy trời. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ sống thử cuộc sống của anh Phụ Hồ. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó là làm sao để có thể xây được một cái tòa tháp cao, thiệt là cao, giống như những người này nè các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây thôi nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ là chỗ của mình nó rất là thấp để các bạn nhìn nè. Ôi, mình leo lên cái này xong rồi đó. Các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ thì mình đã có nhiệm vụ đó là nâng cấp tháp các bạn ơi. Mình có đủ tiền chưa ta? Ủa? Mình có đủ chưa? Chưa đủ các bạn ơi. 250 mới có thể nâng cấp lên được. Mình qua mình leo lên ké coi nó cho mình lên không ta. Cao. What? Các bạn ơi, khoan. Các bạn nhìn cái phía bên trái của mình kìa. Khi mà mình leo đây, thí dụ mình đang ở đây nè. Ở đây là đang ở cái vị trí của gọi là tàu vũ trụ đang bay lên mặt trăng nha các bạn. Và đây là vị trí của mặt trăng nè các bạn ơi. Đây, vị trí là vị trí của mặt trăng nè. Mà mặt trăng đâu không có. Trời, tưởng đâu là lên tới thiên đàng luôn rồi chứ. Rồi mình sẽ cố gắng để xây gọi là làm sao để lên tới thiên đàng nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ thì nhà của mình nó cùi quá, cho nên là mình cũng không biết là phải làm sao nữa. Mình đủ 250 cục đất rồi nè. Bây giờ mình sẽ xây thử xem như thế nào đây. 250. Hai. Ô. Gì vậy? No. Tại sao nó lại trở thành như thế này? Trời ơi, tôi đã làm gì sai chứ? Wow, ơi, sao mấy đứa này nó có bét ta? Nhện ma quái nè, rồi con cá bóng bay Bubby nữa nè. Ở đâu ra vậy? Wow, 100 khối là cái gì đây? Nó có thể quay được các bạn ơi. Nó có thể gọi 100.000 khối chứ không phải là 100 khối nữa các bạn. Là mấy cái cục đất của mình á. Đây, bây giờ là nếu như là đây 500 nè, 500 thì mình sẽ quay được cái này. Nhưng mà tiếc là mình chưa có đủ tiền các bạn ơi. Phải đợi rất là lâu luôn á. Lít vô nhanh lắm anh. Lít vô là sao? Lít vậy hả? Hiểu rồi. Khi mà mình bấm như vậy nè, mình sẽ xây nhanh hơn các bạn ơi. Mình đã trở thành một anh trội. Làm nãy giờ mình không biết, mình đứng mình đợi nó lâu. Trời, mình chỉ cần bấm như thế này là nó sẽ tự xây nhà, mà xây còn nhanh hơn bình thường nữa các bạn. Quá tuyệt vời luôn chưa? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Chỉ mình, các bạn này vẫn chỉ mình các bạn ơi. Chưa gì mình được 200 rồi các bạn ơi. Gì? Bét, mua bét được tăng số gạch nữa. Vậy là mình mua bét thì mình sẽ tăng được cái số gạch của mình lên. Vậy là bây giờ mình sẽ trở thành một anh phụ hồ may mắn rồi các bạn ơi. Được một bạn fan chỉ. Rồi, cố lên. Mình sẽ cố 500 để mình mua bét nha các bạn. Tính ra 500 thì mình có thể xây được gọi là cái gì rồi. Nhưng mà thôi, mình sẽ để đây là 500 để mình mua bét. Để nó nâng cấp gọi là những cái số gạch của mình lên cho nó nhanh. Đây, mình vừa bấm nè. Bây giờ mình sẽ vô đây để mình gọi là mua bét các bạn. May mắn thì mình sẽ ra được con bét hiếm màu xanh này rất đẹp luôn các bạn. Nhưng nếu mà mình gọi là không may mắn thì mình sẽ ra con bét màu cam giống như con nhện như nè. Yo, let's go. Bét gì đây? Ui, mình ra bét bong bóng các bạn. Bét bong bóng là bét hiếm luôn. Wow, bét hiếm các bạn ơi. Đâu rồi, giờ làm sao để gọi là làm sao. Đây. Đây, bét bong bóng của mình là một con bét hiếm nha các bạn. Mình sẽ trang bị lên. Đó, nó sẽ xây cho mình lên rất là nhanh các bạn. Trời ơi, cái này bấm là quá phê. Cố lên các bạn ơi, cố lên. Cái này mà bấm rất là đã luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng nâng cấp nhanh lên tới nha. Đây, 500 là mình sẽ nâng cấp được cái tháp của mình lên. Tính ra mình xây cũng nhanh đó các bạn. Nếu như mà tốc độ như thế này mình sẽ xây lên cao rất là nhanh nha. Nếu mà theo cái tốc độ này nè. Ê, mình để 500 mình quay tiếp đi. Mình xây làm gì đúng không? Đấy, đây mình đã 500 cái mình quay tiếp một lần nữa nè các bạn. Đấy, biết đâu được mình ra con hên sao. Làm ơn ra con xin cho tôi nè. Vô, đẩy, ra con hiếm nữa các bạn, thấy chưa? Chưa, hai con hiếm là mình có thể gọi là nâng cấp lên nhanh. Ôi mà khoan, mình phải đọc coi nó làm được gì cho mình chứ. Bóng bay, ít 1.25 cái cục này cho mình. Nó sẽ nhăn, ui, các bạn nhìn mình bấm nó nha. 76, 77 đúng không? Nhìn nè, đó. 100 nhanh vô. Wow, bây giờ mình cao lắm luôn các bạn ơi. Mình gần tới mây luôn rồi, các bạn thấy chưa? Hiện tại bây giờ nhà của mình là 36 tầng nha. Các bạn ở căn nhà nào mà 36 tầng chưa? Căn nhà này khá là cao, tuy là không phải là cao nhất nhưng mà rất là cao rồi. Nhà bình thường ai mà gọi là 30 mấy tầng, 40 tầng luôn rồi các bạn. Mình đang cố gắng bấm rất là nhiều, bấm cực kỳ nhiều luôn. Rồi, bây giờ có lẽ mình đi xuống bạn ơi. Ui cha, hình quá, không bị sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái tháp của mình lên nha các bạn. Đấy, mình sẽ cho nó thành đá. Rồi sau đó mình sẽ cho nó thành gọi là lục bảo. Ngọc lục bảo sau đó sẽ trở thành kim cương. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ phải cố gắng trở thành tháp kim cương các bạn ơi. Rồi mình sẽ cố gắng nâng cấp lên nè.
Ủa nâng cấp lên sao quên mất tiêu rồi. Chạy vô đúng không? Quên các bạn. Rồi đây, mình sẽ nâng cấp nó lên thành không, tháp cát luôn các bạn ơi. Mình có 1000 mấy mà thôi. Hấp đá thôi. Đấy, trời ơi. Ôi nhưng mà nâng cấp như thế này mình cứ đợi từ từ đi các bạn. Mình nâng cấp chỉ cho tốn tiền, mình để dành tiền mình mua bét còn sướng hơn. Ra bóng bay nữa. Ủa đùa nhau chắc. Ra bóng bay liên tục luôn các bạn ơi. Mình có thể gắn được mấy con bét ta? Hình như mình chỉ gắn được 3 con bét thôi. Vậy mình phải để dành rồi. Ơi mà khoan nữa, mình coi cửa hàng có bán gì. Trời, cửa hàng bán trứng xịn kìa các bạn. Trời, wow, quá đã luôn. Bét xịn luôn các bạn ơi. Còn cái này là cái gì đây? Những cái đồ hỗ trợ nè. Cái này là nói chung là bỏ tiền ra mới được các bạn ơi. Leo y như là The Flash luôn các bạn. Đây, mình đang ở gọi là tầm vũ trụ rồi các bạn. À, cái này là tàu vũ trụ nha. Rồi bây giờ mình lên tới mặt trăng nè. Và đây là vượt qua mức mặt trăng luôn rồi. Còn tới đây là cái chỗ không gian gì rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi cái gì? What? Ôi trời trời trời. Ôi trời. Sắp mặt là có thiệt. Rồi xây nhà tiếp. Để mình xây nhà tiếp các bạn ơi. Nhà của mình bây giờ là nó xịn rồi. Mình có thể đi qua nhà người khác mà mình cũng vừa xây nhà luôn bạn. Chính thức nhà của Landerman đã đạt được 100 tầng rồi đó. Và hiện tại bây giờ mình đang đứng ở tàu vũ trụ các bạn. Nhà của mình 100 tầng các bạn thấy cao không? Nhưng mà làm sao cao được bằng cái nhà bên kia? Các bạn thấy nhà bên kia nó cao ghê không? Rồi 100 tầng rồi các bạn ơi, mình sẽ xuống đây các bạn. Ây da, mình sẽ nâng cấp cái nhà của mình lên một cái đã. Hình như là mình nâng cấp lên á thì cái nhà của mình nó sẽ được cộng thêm những cái block nhanh hơn, cho nên là mình cố gắng mình nâng cấp cho nó lẹ lẹ các bạn ơi. Đây mình sẽ nâng cấp lên nhà 1000 hả hay là 2000? Thôi mình để 1000 thôi, biết sao mình cần tiền để mình nâng cấp các bạn. Mình nâng cấp thêm gọi là hả bed của mình. Rồi bed của mình để mình xem coi. 25000 sẽ được cái này à. Ồ, cái này sẽ xịn lắm nè các bạn ơi. Nhưng mà thôi chúng ta mới có 3500 à, chúng ta sẽ nâng cấp cái này cho nó xịn hơn các bạn. À không, cho nó cùi hơn. Rồi vô. Vô. What, con này con gì đây? Con huyền thoại. Huyền thoại. Con màu tím nè các bạn. Rồi ngon lành. Tháo con này ra, gắn con huyền thoại lên cho nó lẹ nào. Bạch tuộc chúa bạn ơi. Đây, ghê chưa. Đây bây giờ anh đã có huyền thoại rồi, mấy đứa thấy anh đỉnh chưa mấy đứa. Ui, mỏi tay quá các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy số lượt gọi là block của mình bao nhiêu rồi. 64.000, gần 65.000 rồi các bạn. Và mình đang ở tầng thứ 1.000. Mình lên tới gọi là vũ trụ rồi các bạn ơi. Rồi, đã tới lúc chúng ta cần phải nâng cấp rồi các bạn ơi. Rồi, xuống nè. Các bạn thấy cao chưa? Té xuống mà còn phải bay lên một lần nữa là các bạn biết cái nhà của mình nó cao cỡ nào rồi. Hình như bây giờ nhà của mình cao nhất rồi thì phải. Ồ, mình không biết là nhà mình với cái nhà kế bên này nè, không biết là ai cao nhất hơn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái tháp của mình lên 65.000. What? Không lên được các bạn, mình phải nâng cấp từ từ chứ không nâng cấp một lần được. Oh no. Ngu người luôn các bạn ơi. Bây giờ phải nâng cấp từ từ mới lên được. Mà bây giờ các bạn thấy nè, hết tiền luôn rồi. Nâng cấp vậy biết chừng nào mới được. Thầy già. Ngu người rồi các bạn ơi. Nói chung là muốn nâng cấp lên kim cương nhưng mà nó không cho mình các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ nâng cấp 25.000 nha các bạn. Quả trứng 25.000 để xem coi như thế nào. Làm ơn ra xịn nha. Thần thoại nha, thần thoại, thần thoại. Cái gì đây? Trời, huyền thoại cùi bắp các bạn ơi. Con này con ai cũng có luôn chứ không phải là mình có đâu. Con này sẽ ra cộng là 3.4 đúng không? Con nào thấp nhất đây? Con này là thấp nhất. 3.4 là mình click á, nó sẽ cộng cho mình 3.4 các bạn. Đây, nhìn nè, mình click rất là nhanh luôn các bạn. Các bạn hãy lên mấy trăm lẻ không? Ui, nhưng mà không được rồi. Ở đây không có ai đạt được kim cương các bạn ơi. Rất khó để đạt được kim cương nha. Đây các bạn thấy nè, đâu cái tòa tháp của mình đâu rồi ta? Đây tòa tháp của mình, tháp len nè. Các bạn thấy nó xây nhanh vô. Đấy. Nè, bạn nhìn này nha. Xây cực kỳ nhanh luôn các bạn thấy không? Lên 1000 mấy rồi đó. Cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ review cái tháp ngọc lục bảo của mình cho các bạn xem. Đó, thì cái tháp này á, những cái khúc mà gọi là bốn góc thì nó sẽ có những cái block nha. Còn những cái chỗ mà tường như thế này nó sẽ chỉ là những cái khối bình thường thôi các bạn. Đấy. Rồi bây giờ các bạn nhìn nó cao nè. Wow, đã chưa? Rồi bây giờ mình sẽ leo lên cho các bạn coi. Rất là cao luôn nha các bạn. Đây, mình đang cố gắng thiệt là leo lên cao luôn. À, các bạn thấy mình xịn sò chưa? Nãy giờ mình nâng cấp lên là quá xịn luôn, leo hoài không hết nữa các bạn. Các bạn thấy những người dưới kia leo lên hoài mà chưa thấy tới nữa. Nó cao đến nỗi cỡ đó đấy các bạn. Wow, ghê chưa. Thực ra thì đây không phải là nhà của mình, là nhà của một bạn khác các bạn ơi. Đấy, mình chỉ lên mình ăn ké thôi. À, rồi bạn này bán sắp đủ tiền để bạn gọi là hả nâng cấp lên kim cương rồi các bạn. Nghe đâu đó là đâu, khoan 50k rồi các bạn ơi.
Rồi, lên đi các em. Trời ơi, cho các bạn này lên đây để chơi chung với mình cho vui các bạn à. Leo lên đi các em. Ui. Bị té các bạn ơi, cay thế nha. Wow, mà nó cao lắm luôn các bạn. Thật sự phải nói rất cao luôn, cao quá trời quá đất luôn. Đừng có đẩy nhau. Cao lắm, cái này cao lắm, siêu cao luôn các bạn. Wow. Các bạn thấy không, nó lên tới tầm vũ trụ rồi thì nó phải cao chứ đâu thể nào mà thấp được. Kiểu này phải nói là ôi giời ơi luôn các bạn ơi. Come on, let's go. Cố lên nào. À, 5K nữa là nó sẽ xây lên được tháp kim cương các bạn ơi. Nồi, quá nhanh, quá nguy hiểm, mấy thanh niên này xây nhanh thiệt chứ. À, rồi, đây chính là chủ nhà các bạn ơi. Từ đấy xã hội đi lên, lên quá là dữ luôn. Đúng là từ dưới đấy xã hội bây giờ đã lên trên đỉnh rồi các bạn ơi, on top rồi. Còn 5.000 nữa thôi mà sao lâu dữ vậy trời. 5.000 nhanh mà, bấm một tí là xong. Wow, kim cương, trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, đã quá. Ăn ké. Ui, mình chỉ biết ăn ké thôi chứ mình đâu có khả năng mà xây được lên cái nhà kim cương như thế này. Xịn xò, quá là xịn xò luôn bạn ơi, kim cương nè. Tòa tháp kim cương từ trước tới giờ mới thấy. Rồi, xây lên cao đi em. Mình sẽ cho, mình kêu bạn này bạn xây cao thì là cao lên để cho những 500 anh em đứng ở đây nó mới đã các bạn. Rồi, đó, xây nhanh được chưa. Mình cũng cố gắng mình xây cho mình các bạn ơi, chứ mình đâu có thể nào mà mình phụ thuộc vô người ta được. Mà hình như nó hơi lắc các bạn ơi, nhiều người quá cho nên là nó xây không lên kịp. Ui cao ghê chưa. Ơi đứng sát sát vô, nó đẩy mình rớt các bạn ơi, hồi nãy mình bị rớt hơi lần rồi. Wow, nhà cao thiệt các bạn. Đây, tụi mình đã lên tầm tới gọi là tàu vũ trụ rồi các bạn ơi. Phải chưa, các bạn thấy nhà kim cương với lại nhà gọi là ngọc lục bảo cái nào đẹp hơn? Mình thấy cả hai đều đẹp các bạn ơi, nhà nào cũng đẹp. Nhìn đã thiệt. Ui mà nó cao quá các bạn. Đây mình sẽ zoom lại từ từ cho các bạn coi thấy nó cao không. Các bạn thấy cái nhà nó cao như thế này là các bạn thấy biết cỡ nào rồi đấy. Rồi, các em lên chơi. À, mấy đứa này bây giờ á nó xây nhanh lắm các bạn. Nó nâng cấp lên được rồi, nó xây cực kỳ nhanh luôn. Rồi các em lên đây chơi nha anh em ơi. Rồi thôi, có lẽ là cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thầy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cũng sẽ có mình cỡ nếu bạn fan chính muốn hộ mình nha. Ngày hôm nay thì mình không xây được tháp kim cương, nhưng mà fan mình xây được các bạn à. Cũng cả...